kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong 20 tỉnh thành của cả nước triển khai chương trình mô hình học mới VNEN, thì Nghệ An là một trong những địa phương được triển khai ở 73 trường tiểu học. Qua 4 năm thực hiện thì xung quanh những cái vấn đề triển khai mô hình học mới này có những cái vấn đề ưu điểm, có những vấn đề cần rút kinh nghiệm. Chính vì vậy, trong cái chương trình dân hỏi của cơ quan chức năng trả lời hôm nay, chúng tôi có mời đến trường quay nhà giáo ưu tú tiến sĩ Thái Huy Vinh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo, để cùng trao đổi với quý vị về những cái mô hình học này. Trước tiên xin cảm ơn tiến sĩ đã tham gia chương trình. Vâng, cái mô hình này thì triển khai 4 năm rồi. Vậy thì theo đánh giá của tiến sĩ thì nó mở ra những cái cơ hội mới cho học sinh và giáo viên như thế nào? Thì sau 4 năm thực hiện thì Sở Giáo dục đã thấy có những kết quả như sau. Cái thứ nhất á là khẳng định cái mô hình này rất phù hợp để thực hiện cái nghị quyết đổi mới căn bản và toàn diện. Cái thứ và phù hợp với cái đề án đổi mới chương trình sách giáo khoa mà đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phù hợp với Thông tư 30 và phù hợp với lý thuyết phát triển đa trị thể của tâm lý học hiện đại. Cái thứ hai là cái chương trình VNEN đã tập huấn rất kỹ càng cho cán bộ quản lý, giáo viên về đổi mới công tác giáo dục và đổi mới về phương pháp dạy học. Cái thứ ba là chương trình đã hỗ trợ tài liệu học tập cho học sinh và tài liệu giảng dạy cho giáo viên, cũng như trang bị thêm một số thiết bị dạy học để thực hiện đổi mới chương trình. Và cái thứ tư là kết quả, thì phải nói là cái thứ nhất là về giáo viên. Những giáo viên mà dạy theo chương trình VNEN thì rất là chủ động và nhiều sáng tạo, đổi mới phương pháp mạnh mẽ. Và qua kỳ thi giáo viên giỏi huyện và tỉnh thì tỷ lệ giáo viên dạy VNEN sẽ cao hơn. Và quá thực tế thì thấy những cái giáo viên mà dạy những trường thí điểm VNEN sáng dạy những trường khác thì rất là tốt, và ngược lại thì phải tập huấn. Cái thứ hai là về học sinh thì phải nói là học sinh chủ động hơn, tự tin hơn và mạnh dạn, linh hoạt, sáng tạo hơn, kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, hợp tác là tốt hơn. Và trên cơ sở phát triển cái kiến thức và kỹ năng, phát triển cái phẩm chất và năng lực của học sinh, nhất là những học sinh mà nhút nhát thì mạnh dạn hơn và tự tin hơn, đó là khẳng định. Và cái hiệu quả thứ ba đó là sự tham gia của cộng đồng, sự quan tâm của cha mẹ học sinh, của cộng đồng, rồi thì sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội tốt hơn, phải quan tâm được nhiều việc hơn, cụ thể hơn. Và cái hiệu quả thứ tư nữa đó là các trường mà tham gia VNEN, 73 trường tham gia VNEN, thì bộ mặt của nhà trường có nhiều thay đổi, phải nói là tạo ra cái môi trường giáo dục nó lành mạnh hơn, thân thiện hơn. Như trường tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Vinh, trước khi chưa tham gia VNEN, trường chỉ xếp từ top 2 thôi, nghĩa là top trung bình thôi. Mà sau khi tham gia VNEN thì bây giờ là nằm trong top đầu, phòng đánh giá là nằm trong top đầu, mà chất lượng học sinh là thế nào. Vâng, tiến sĩ vừa nhắc đến trường tiểu học Nguyễn Trãi. Đây cũng là một trong những trường mà có phụ huynh tập trung trước cổng trường để phản ánh và phản đối về cái mô hình học mới VNEN. Và trên nhiều diễn đàn và có nhiều ý kiến gửi về chương trình thì là phản ánh là cái chương trình VNEN ở Nghệ An hiện nay là bộc lộ nhiều bất cập và xuất phát từ thiếu đồng bộ, kể cả con người và vật chất. Vậy thì ý kiến đánh giá của tiến sĩ như thế nào? Thì hiện nay thì khi mà chúng tôi chọn 73 trường là trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện, trước hết là giáo viên tự nguyện, đặc biệt là hiệu trưởng nhà trường phải tâm huyết, rồi thì phụ huynh tự nguyện, học sinh tự nguyện, gọi là trường học tự nguyện. Nó bởi vì có nhiều cái mục tiêu rất là tốt đẹp, nhưng mà để thực hiện cái này là phải nằm trong phải phải có sự tự nguyện và có cái điều kiện để thực hiện. Thì
Nếu một trường mà bình thường thì nó có những khó khăn bất cập. Khó khăn thứ nhất là về con người. Thì giáo viên trực tiếp dạy vi nén là phải tâm huyết, trách nhiệm và tất cả vì học sinh thân yêu. Và phải được tập huấn là kỹ càng. Nếu không là không thể thực hiện được vi nén lễ học. Cái thứ hai nữa là về cơ sở vật chất. Thì phải có cái điều kiện, cái trước hết phải ban ghế. Ban ghế phải để mà chia 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 nhóm cho nó phù hợp. Cái thứ hai này là cùng một cái số học sinh như nhau thì cái lớp học tổ chức theo VNN là phải rộng rãi hơn. Rồi thì cái điều kiện, cái phương tiện dạy học nó đòi hỏi yêu cầu nó nhiều hơn. Còn về cái sĩ số học sinh nó cũng vừa phải, chứ nếu mà nhiều quá thì cũng khó khăn trong việc tổ chức học nhóm và trong việc là dạy từng cá thể của mỗi một học sinh. Đó là ba cái khó khăn bất cập như vậy. Nhưng mà riêng những cái trường mà tổ chức thí điểm VNN thì hoàn toàn tự nguyện và đủ điều kiện thì mới thực hiện cái chương trình này. Do đó chương trình này mình nhấn đầy tra ra là đúng tinh thần VNN như thế thì có khó khăn như thế là đúng. Nhiều ý kiến phụ huynh gửi về chương trình đó là học cái chương trình theo đổi mới của VNN ấy, thì khiến cho con em họ bị đuổi hơn bạn bè cùng trang lứa mà không học theo mô hình VNN, phải cho con đi học thêm để kịp các bạn. Vậy thì cái áp lực đối với học sinh yêu cầu như vậy thì và đề xuất như vậy thì theo đánh giá của tiến sĩ như vậy có thỏa đáng hay không? Tôi thấy cái đánh giá như thế là thiếu cơ sở khoa học. Là bởi vì cái thực hiện các cái trường mà tổ chức thực hiện cái chương trình VNN á thì giáo viên đánh giá, nhà trường đánh giá, phòng giáo dục đánh giá, sở đánh giá và có cái ngoài dự án trung ương đánh giá và đặc biệt là trung tâm kiểm định chất lượng độc lập đánh giá và khẳng định là có nhiều chuyển biến thực sự. Vâng, nhiều phụ huynh lại phàn nàn rằng là phải có cái kết quả học tập theo nó phải số hóa là để những kiểu phụ huynh phải theo dõi con em mình học thế nào, theo cái cách đánh giá mới thì họ cảm thấy chưa quen hoặc là có thể là cảm thấy chưa thỏa đáng để mà làm sao đó mà tổ chức những cái giờ học là vừa học vừa chơi vừa nâng cao trình độ và có thể là tin tưởng là con cháu con em mình theo học cái mô hình mới. Thì bây giờ thì giữa cái chương trình các trường học theo mô hình VNN thí điểm và cái chương trình học hiện hành á thì đều đánh giá học sinh theo định tính và không so sánh kết quả giữa em này với em khác và đều tất cả đều áp dụng theo thông tư 30. Thì điều này sẽ làm cho một cái số phụ huynh là rất băn khoăn bởi vì họ vẫn có cái tư duy về điểm và có cái tâm lý là khoa trương thi cử. Do đó họ băn khoăn mà không những cái thực hiện theo mô hình này mà mô hình hiện hành thì cùng 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 thực hiện theo đánh giá là như nhau như thế. Vâng, có nhiều ý kiến của giáo viên ấy, tức là cái tinh thần đổi mới theo VNN ấy thì có thể là xây dựng được cái mối quan hệ tốt hơn và học sinh mạnh dạn hơn khi tổ chức theo nhóm như vậy. Nhưng mà có nhiều ý kiến giáo viên nói rằng là phải đổ công nhiều hơn khi áp dụng cái mô hình này. Ý kiến của tiến sĩ là Đúng. Dạy theo chương trình VNN là giáo viên phải đổ nhiều công sức hơn, mệt hơn nhiều. Vì cái thứ nhất là phải chuẩn bị rất là kỹ càng. Mặc dầu không phải soạn giáo án là vì cái tài liệu là 3:1. Nhưng mà phải thiết kế cái bài dạy, nội dung các hoạt động, giao nhiệm vụ, mục đích, rồi thì hướng dẫn học sinh tự học là rất khó. Cái thứ hai nữa là làm thế nào để cho hướng dẫn học sinh là tự giác và tự học là một vấn đề cực khó. Cái thứ ba nữa đó, là phải đánh giá cho được cái từng học sinh một trong các giáo viên. Giáo viên phải di chuyển nhiều, phải quan sát nhiều, phải quan tâm từng em một. Và đồng thời cái này là giáo viên dạy theo cái phương pháp VNN là giáo viên cũng bị động. Là vì học sinh tự học, có những học sinh là rất thông minh tò mò, nó học sinh mà hỏi giáo viên cái có thể là ngoài chương trình, do đó giáo viên rất là mệt, đòi hỏi thì nghiên cứu nhiều, hiểu rộng. có phải đó là một trong những cái ý kiến mà chính nhiều giáo viên cũng cũng ngại khi đổi mới theo cái chương trình VNN? Đúng, nhiều giáo viên mà thiếu cái trách nhiệm ấy, thì ngại đổi mới.
mệt, đổ công sức nhiều, mà phải thường xuyên tự học để nâng cao trình độ thực sự. Vâng, có nhiều quản lý của nhà trường ấy thì lại bảo là khi mà giáo viên không soạn giáo trình, không soạn giáo án như vậy thì họ cũng khó quản lý chất lượng giáo viên. Theo ý kiến của tiến sĩ như thế nào? Cách đánh giá của các trường thì thực có dựa vào hiệu quả là chị, phẩm chất là những cái tiêu chí nào, năng lực của học sinh là những tiêu chí nào, thì kết luận được ngay là dơ dài chất lượng hay không chất lượng, thành công hay không thành công. Thưa tiến sĩ, thì trước những cái băn khoăn của cả giáo viên, học sinh và phụ huynh như vậy, vậy thì ngành giáo dục đào tạo tỉnh á có những cái giải pháp thế nào để mà các thầy cô yên tâm và học sinh cũng yên tâm với cái mô hình học mới, vừa học vừa chơi, để mà nhằm rèn luyện kỹ năng sống cho các em và vừa nâng cao chất lượng giáo dục? Sở dục đã tổng kết đánh giá những mặt được, những mặt chưa được của mô hình VNET trong thời gian qua. Theo đó thì sẽ khắc phục hạn chế những cái tồn tại, những cái hạn và phát huy những cái mặt tích cực của mô hình này. Thế đối với các trường tiểu học mà chưa thực hiện mô hình VNET thì chúng tôi triển khai bốn cái mô đun. Mô đun thứ nhất là tổ chức lớp học theo hướng cho học sinh tự chủ và tự quản. Mô đun thứ hai là đổi mới cách dạy cách học theo hướng là phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trên cơ sở kiến thức kỹ năng để hình thành phẩm chất và năng lực. Mô đun thứ ba là đổi mới cái sinh hoạt chuyên môn trường và cụm trường. Và mô đun thứ tư là phát triển cộng đồng, làm thế nào để gắn kết tốt giữa gia đình, nhà trường và xã hội, nó gắn với cái kiến thức đã học trong nhà trường với thực tế cuộc sống. Còn các trường mà đã thực hiện VNET 73 trường đó thì tiếp tục điều chỉnh cho nó phù hợp. Cái gì mà khó khăn, hạn chế thì ta cố gắng khắc phục. Còn cái gì mà thực hiện tốt rồi thì ta tiếp tục phát huy. Đối với những trường này thì thuận lợi hơn các trường khác là giáo viên thì tập huấn kỹ càng, tài liệu thì do bộ cấp. Thưa quý vị, qua những cái trao đổi của nhà giáo ưu tú tiến sĩ Thái Huy Vinh, chúng ta có thể hiểu rõ hơn phần nào về việc triển khai mô hình mới theo chương trình VNED. Qua cái chương trình này, chúng tôi cũng mong rằng ngành giáo dục có những cái điều chỉnh, có những cái phát huy phù hợp để mà nâng cao cái chất lượng giáo dục. Đó cũng là mong muốn của tất cả các phụ huynh trên địa bàn tỉnh. Chương trình của chúng tôi cũng xin tạm dừng tại đây. Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Thái Huy Vinh đã tham gia chương trình.